Vâng, em Hoàng An xin gửi lời chào đến tất cả anh chị quý thân yêu. Lại một buổi chiều mưa tại Dĩ An, Bình Dương. Có lẽ là phải 4-5 ngày liên tiếp, liên tục cứ giờ tan tầm là mưa, mưa rất là lớn luôn tại Dĩ An, Bình Dương. Đó, và dàn xe nhà em thì không có chỗ để, đang để bên ngoài đây, rất là xót xe luôn. Ngày hôm nay thì thứ hai đầu tuần và em lại tiếp tục lên sóng cập nhật cho anh chị, giới thiệu anh chị một mẫu xe mới nhất vừa cập bến siêu thị ô tô Bình Dương để cho anh chị quý hàng thân yêu của em tiện theo dõi. Đó, trời mưa đó. Eo ngan chuẩn bị đi đón con đi học về mà chưa đi đón được đây. Rất là mưa, rất là lớn luôn. Rất nhiều những cái tuyến đường ở Dĩ An sẽ ngập. Rất là cực. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu một chiếc xe thôi. Đó. Ngày mai em Hoàng An sẽ lên sóng cập nhật vài mẫu xe mới nhất vừa cập bến siêu thị ô tô Bình Dương. Rất nhiều những chiếc xe cọp nhá. Rất nhiều anh chị quý hàng thân yêu đã dặn em Hoàng An về những chiếc xe cọp. Thì ngày mai em sẽ lên sóng cập nhật những cái mẫu xe cọp đi rất là ít, mặc dù đời sâu. Đó, rất là sâu luôn. Siêu thị ô tô Bình Dương nhà em thì còn rất nhiều các mẫu xe để cho anh chị lựa chọn. Cực kỳ nhiều luôn. Đó. Khách hàng vẫn đang coi xe. Một buổi chiều mưa rất là lớn luôn. Đây, em sẽ giới thiệu ngay vào một chiếc Kia Cerato 2018. Chiếc xe này là bản full option nhé, máy 1.6 và có một cái biển số thì quá là yêu thương rồi, quá đẹp. 61A46622, một chủ từ đầu. Kia Cerato là mẫu xe phân khúc hạng C với đầy đủ những tính năng công nghệ, kiểu dáng cũng như là cái option rất là đẹp. Tầm tiền thì quá hợp lý đúng không ạ? 535 triệu để sở hữu mẫu xe này. Cerato 2018 bản full màu đen nhé anh chị nhé. Cerato màu đen rất là hiếm luôn nhưng mà cực kỳ đẹp anh chị ạ. Rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì bên em về cũng chỉ có về ngày hôm kia, em chỉ có rửa dọn qua thôi, bởi vì nó rất là đẹp rồi. Và chủ xe cũng lên kha khá những cái phụ kiện đi kèm, làm cho chiếc xe càng nổi bật hơn. Màu đen mà, rất là sang đúng không ạ, lịch lãm. Đó. Biển số thì quá là VIP rồi đúng không ạ. Thực sự là đẹp. Một mẫu xe form dáng đẹp. Đó. Phân khúc C rộng rãi 2018, 535 triệu. Và mẫu xe này á, mẫu xe này còn hỗ trợ ngân hàng cho chị được 350 đến 370 triệu mẫu xe này luôn. Hỗ trợ ngân hàng tối đa. Với điều kiện anh chị không có nợ xấu thì bên em sẽ hỗ trợ ngân hàng được anh chị nhá. Rồi em Hoàng An sẽ giới thiệu ngay vào phần đầu xe này. Vẫn là những cái thiết kế rất Kia Cerato. Cụm đèn pha đây. Cụm đèn pha halogen kết hợp với công nghệ projector. Cụm đèn pha này là dạng thấu kính anh chị nhá. Kết hợp với giải đèn nét định vị ban ngày này. Đó. Dưới này là gầm sương mù. Và ở bản full này thì có cảm biến trước sau luôn. Mặt ga lăng mạ chrome, hình mũi hổ, rất đặc trưng của Kia này. Đó. Cảm biến trước sau luôn anh chị nhá. Đó, cảm biến trước này, có 4 mắt cảm biến trước luôn. Mâm đúc la răng, mâm xoắn anh chị nhá, lăm chấu nhìn rất là đẹp. Mâm xoắn này. Kiên ơi, em hỏi anh chị kia, anh chị lên coi xe gì á? Quá nhiều à. Bên em Cerato số tự động còn 2 chiếc, một chiếc 26 đi đúng 28.000. Nhưng mà đang đánh bác, ngày mai em sẽ giới thiệu sau. Còn chiếc xe này thì đi 50.000 rồi. Cũng không quá nhiều, cũng không quá ít, tương đối đúng không ạ? Mà chiếc xe thực sự là rất là cứng cáp và liền lại, rất đẹp luôn. Phần 4 tháng đi ABS và hỗ trợ đầy đủ những cái tính năng an toàn như cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc. Đấy, có một giải đèn nét tích hợp xi nhan chân gương này. Giải đèn nét đây. Đó, mâm đúc la răng đây. 4 tháng đi ABS anh chị nhá. Rất là mới luôn này. Mâm đúc la răng ở đây là mâm đúc la răng 17 nha anh chị nhá. Tối rất là mưa. Nên là thường thường em Hoàng An sẽ lựa chọn cái khung giờ buổi trưa để quay. Thời tiết tại khu vực miền Nam bữa nay mưa suốt à. Lẹp kính inox này, vè mưa này, dán phim cách nhiệt đầy đủ. Tay lắm cửa, chén cửa đã có rồi. Và tay lắm cửa đây là mạ chrome nhé anh chị nhé. Tay lắm cửa đây là mạ chrome. Mạ chrome, khóa cảm biến thông minh. Đó. Màu đen rất đẹp luôn, Cerato màu đen rất là hiếm luôn đấy anh chị. Mâm đúc là răng là 17, không một vết chày luôn. Còn vỏ teo xe nhé anh chị nhé. Đấy, cũng đã có ốp lắp bình xăng và chủ xe thì dán thêm mấy cái chữ. Nhìn rất là đẹp. Cụm đèn hậu sau nhìn thực sự là cái em Hoàng An kết nhất là cụm đèn hậu sau. Nó rất là đẹp, nó rất là sang. Cụm đèn hậu 3D anh chị nhá. Ốp mạ xi rồi. Đây chủ xe đã dùng ốp mạ xi rồi anh chị này. Đó, ốp mạ xi ở cái cụm đèn hậu 3D này. Đó, cực kỳ là đẹp đúng không ạ. Đó, ốp mạ xi anh chị nhá.
Đằng sau thì ở dưới thì cũng có một cái ống nippo kết hợp với cảm biến sau, bốn mắt cảm biến sau, hai đèn phản quang đầy đủ hết. Cụm đèn hậu sau dạng LED 3D nhìn sang đúng không anh chị, rất là sang luôn đó. Đó, quá đẹp rồi đúng không? Tất cả đã có vè mưa hết rồi anh chị nhá. Đó, rất là đẹp và liền lạc. Chả có gì để bàn cho mẫu xe này. Bấm đúc la răng 17, rất là mới. Dải đèn LED tích hợp. Đây, LED 3D nha anh chị nhá. Trời mưa rất là to, nó rất là ổn. Rồi em sẽ giới thiệu vào phần thiết kế nội thất của mẫu xe này. Là một mẫu xe phân khúc C nên là mẫu nội thất của nó quá là rộng rãi đi anh chị ạ. Tông màu kem pha đen chủ đạo nha anh chị nhá. Kem pha đen chủ đạo đây. Đó, và chủ xe đã dán một số những cái đường viền tạo cái sự nổi bật cho chiếc xe. Đấy. Gương kính chỉnh điện ở đây này, gương chỉnh điện này. Đấy, gương cụp này. Nhớ ghế này. Các nút mở cửa đều mạ chrome hết. Đó, rất là mới. Ghế chỉnh điện 10 hướng nha anh chị nhá. Ghế chỉnh điện 10 hướng. Đó. Em Hoàng An cam kết tuyệt đối vấn đề lỗi đâm đụng thủy kích này, em Hoàng An cam kết tuyệt đối. Ghế múi đây. Sạc không dây đầy đủ hết anh chị nhá. Đó, hộp số 6 cấp. Vô lăng 3 chấu bọc da và trên vô lăng thì tích hợp đầy đủ hết những nút tính năng. Đó, âm lượng rồi rảnh tay cuộc gọi cũng như là cruise control. Các ga tự động lấy số trên vô lăng này. Lấy số vô lăng này, đèn pha auto đây anh chị nhá, đèn pha auto này. Ở bản này thì cũng trang bị hai túi khí hàng ghế trước thôi anh chị nhá. Một cái màn hình zin theo xe khoảng 8 inch. Có đĩa đầu DVD này, điều hòa auto hai vùng độc lập. Ở cái màn hình này thì có Bluetooth, chỉ đường, nói chung đầy đủ hết. Còn hệ thống điều hòa thì auto hai vùng độc lập và có lọc không khí luôn, rất là đầy đủ. Đây, quá đầy đủ thông minh, đầy đủ start stop đây anh chị nhá. Đó, là một mẫu xe phân khúc C kiểu dáng đẹp, option miên man. Nhưng mà tầm tiền thì nó quá là hợp lý anh chị ạ, rất rẻ so với những đối thủ cùng phân khúc. Rất là rẻ luôn. Đó. Không có gì để bàn đúng không ạ? Ghế rất là đẹp. Đó. Chỉ 535 triệu thôi là anh chị sở hữu rồi. Đó. Đấy, tất cả những cái đường viền này được chủ xe dán tạo các điểm nhấn nổi bật. Nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Rất là tinh tế luôn. Đó. Rất là hay. Ở đây thì là cái hộc để đồ, vừa chứa đồ vừa là sạc không dây. Kết hợp các cổng cắm AUX, USB, cổng sạc đầy đủ hết anh chị nhá. Nói chung là nó quá là miên man luôn. Đó. Mưa rất là lớn. Đấy, hàng ghế sau thì thực sự là rộng rãi đúng không ạ? Rất là rộng rãi và thoải mái rồi. Cho hàng ghế sau. Miên man luôn. Đó. Mẫu xe phân khúc C mà, hàng ghế sau nó rất là rộng. Ở sau thì cũng một cái hộc lạnh ở đây, hộc lạnh ở đây anh chị nhá. Đó, hộc lạnh. Rất đẹp rồi đúng không ạ? Em cũng làm rất nhiều video về mẫu xe rồi. Chiếc xe thì được chủ xe zoom cái trần 6D ở đây này, rất là nổi bật. Cửa sổ trời nhé anh chị nhé. Ở bản full là phải có cửa sổ trời này. Đấy, cửa sổ trời. Đó, cửa sổ trời. Một cái, hai cái đèn trần, kính chống chói theo xe. Đầy đủ hết, nói chung là đầy đủ. Rất là đẹp, đúng không ạ? 535 triệu. Thực sự cái tầm giá rất là hợp lý rồi anh chị ơi. Em An đang báo giá với một tầm giá cực kỳ hợp lý cho một chiếc xe không lỗi nhỏ. Thôi, anh chị cho anh chị coi cái phần khoang động cơ của mẫu xe này anh chị nhé. Hỗ trợ ngân hàng 370 triệu luôn. Màu đen thực sự rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Thôi, cho chị coi phần khoang động cơ nhá. Nó rất là ổn, nên là rất mong chị thông cảm. Máy 1.6. Và mức cao nhiên liệu có rất là vừa phải. Ở bản Cerato thì có hai một bản 2.0 và 1.6. Những cái chi tiết ốc là nguyên bản hết anh chị nhá. Những chi tiết ốc má vè này cũng vậy, nguyên bản tuyệt đối. Ốc cabo đây. Đó, nguyên bản tuyệt đối nha anh chị nhá. Em luôn luôn là cam kết cho anh chị là vấn đề zin tuyệt đối. Cái keo chỉ là không mất một phân nào hết ạ. À, cho anh chị coi không mất một phân nào luôn. Cam kết tuyệt đối cho anh chị vấn đề máy, khung gầm, keo chỉ là phải zin tuyệt đối. Cái đó là cái quan trọng nhất của một chiếc xe cũ. Đó, những chi tiết là nguyên bản hết anh chị nhá. Các cây xương ngang đây. Nguyên bản tuyệt đối. Đó. Tiếng nổ rất là êm ái, cực kỳ đẹp. Đây, những chi tiết dưới này mới tinh luôn. Đó. Ok chưa? Rồi. Rồi anh chị ơi, trên đây là mẫu xe Kia Cerato 2018 mà em Hoàng An vừa gửi đến tất cả anh chị.
Và anh chị quan tâm về mẫu xe này, alo trực tiếp cho em An theo hai số hotline 0943 444 550 hoặc số điện thoại 0968 390 391 anh chị nhé. Kết bạn Zalo với em hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương. Duy nhất một địa chỉ số 1968 ngã ba ông xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, cách ngã tư 550 1 km thôi. Rồi, em Hoàng An xin tạm dừng video tại đây vì trời mưa rất là to. Xin kính chào và gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Xin chào và gặp lại anh chị.